Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel của Chim Ưng Vlog. Để lời nói đầu tiên cho phép Chim Ưng Vlog gửi lời chào, lời chúc sức khỏe. Chúc anh em có những giây phút xem video thật là vui vẻ, thật vẽ và bổ ích. Nếu thấy hay và ý nghĩa, hãy cho một like, subscribe để ủng hộ kênh. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đó, các bạn nhìn thấy luống rau của nhà ông anh mình kìa. Xài. Đây là cây nhà đang vườn rau sạch đây. Nhưng mục đích hôm nay là mình sẽ quay lại cho các bạn quá trình làm một chuồng chim bồ câu của ông anh mình. Đấy, mình xem mình tính hộ lại. Tốt, chuồng này quá. Ông anh mình vừa mua 300.000 tiền lưới này nhá, 9m. Trên này nó bắn đất vãi lòi ra. Các bạn ạ, anh mình quyết định chỗ này là đầu tư chuồng gà đây các bạn ạ. Nhưng mà về sau lại chuyển thành chim bồ câu. Đây đang chuẩn bị dây dở đây. Đây, anh chuẩn bị dây dở xong anh mua dây rút đi ở đâu. Các bạn xem nha, các bạn nhớ xem, nhớ ủng hộ mình nhá. Sau khoảng 30 phút anh em tôi với buộc được cái đáy các bạn ạ. Nhưng mà đang buộc thì dự tính là đi xin bồ câu các bạn ạ. Đấy, nên tinh thần nó hào hứng hơn hẳn. Không. Anh em mình sau một thời gian 2 tiếng đã hoàn thành chuồng gà, chuồng chim bồ câu đến 90%, nhưng mình phải đi ăn cơm rồi. Chiều anh em mình đi xin chim bồ câu các bạn nhé. Đấy. Chi phí chuồng này là hết gần 1 triệu đồng các bạn nhé. Đấy các bạn. Đấy là từ tay nèm. Đấy. Thì sắt thì đi xin, đi trộm mua 2 cây thôi các bạn ạ. Mà sắt 6 hết khoảng tầm 6 cây, nhưng anh ta chỉ phải mua 2 cây thôi, còn lưới không tận dụng được các bạn ạ. Giờ mình về ăn cơm rồi, chiều anh em mình tính tiếp các bạn nhé. Đến khi nào thả bồ câu mình quay tiếp và cho anh em xem. Mình quay nó dài quá không quay được, mình chỉ quay từng đoạn một vậy thôi các bạn ạ.